Có một cách rất thú vị để học bảng cửu chương 2 được gọi là phương pháp đếm cách 2 với sự trợ giúp của các đốt ngón tay. 2 x 1 bằng 1, 2. 2 x 2 bằng 1, 2, 3, 4. 2 x 3 bằng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tương tự như thế với các phép nhân còn lại. 2 x 6 bằng 10, 11, 12. 2 x 7 bằng 10, 11, 12, 13, 14. 2 x 8 bằng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 2 x 9 bằng 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Các bạn nghĩ thế nào về cách học nhanh bảng nhân 2 này? Hãy comment cảm nhận của mình ở phía dưới. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy chia sẻ. Đừng quên like page để nhận được những bài toán hay tiếp theo.